Chào các bạn, mình mong các bạn có một ngày thật là vui. Hôm nay đề tài là các bạn nên lưu ý nha. Cái này là lưu ý nha các bạn. Ok, mình có chiếc này là 2012 Toyota Corolla. Các bạn nhìn thấy nè. Nhìn cũng rất là đẹp nha các bạn. Bốn cửa. Màu rất là đẹp nha. Bây giờ mình bước ra ở phía sau cho các bạn xem phần đuôi luôn. Đẹp không? Toyota Corolla. Xe này khách hàng đã sử dụng được khoảng 76.000 dặm. Nhưng cái vấn đề hôm nay là khách hàng đem vào trong shop, xe bị chết máy ở giữa đường. Thì thô vào trong đây, có nghĩa là kéo vào trong đây, không xe không chạy được. Và mình đã kiểm tra ra, đố các bạn bị cái gì? Đó là cái máy. Cái máy không còn nhớt, hết nhớt. Thì xe này hết nhớt và đã bị hư máy rồi. Nó bị lột gen, bị bể bít tông. Và những cái miệng nó bị hư rồi. Lý do là sao? Là cách đây khoảng chừng 2 tuần, người khách họ nói họ có chạy qua một cái vật gì đó ở trên freeway, ở tốc độ cao. Rồi xe cũng vẫn chạy cho đến 2 tuần. Thì là tới bây giờ nè, cái xe nó chết máy và phải thô vào đây. Thì mình đã tìm ra, mình cho các bạn xem nha. Đây là chiếc tiên ở trên máy này. Động cơ là 1.8 4 xi lanh. Máy này rất là bền, nếu như các bảo trì nó thay dầu nhớt đều thì máy nó bền lắm. Corolla rất là bền, nhưng mà là người khách hàng họ không có kiểm tra sau khi họ đụng qua cái vật đó. Là cái vật ở trên đường, họ không nhớ là cái vật gì. Nhưng mà là cái tác hại nó rất là lớn. Thứ nhất, mình cho các bạn xem cái phần ở phía dưới để đựng nhớt này các bạn. Mình tháo ra rồi, mình cho các bạn xem, mình để trên bàn. Đây là cái nắp đựng nhớt của cho chiếc xe này. Nếu mà các anh em ở trong nghề nhìn là biết. Cái này là cái phần để giữ cái bít tông nè, vô cái tay dê nè. Bể nè. Đây cửa ốc nè các bạn thấy không? Con bể gãy luôn. Nên là cái phần nhôm, là cái phần lóc máy nè, bằng nhôm nè. Đây. Các bạn thấy nó bị móp không? Mặc dù không có lỗ nha. Nhưng mà họ đụng quá mạnh đi. Các bạn thấy không? Đụng mạnh nó làm vênh cái này luôn. Có nghĩa là cái phần này nè, nó còn không có dính liền với phần của cái lốc máy ở phía dưới nữa, nhớt nó rỉ ra từ từ trong 2 tuần đó. Nên xe này hết nhớt và đã bị lột gen, hư máy nè các bạn. Này các bạn nhìn thấy nè, miễn nè, bê tông nè. Cả cái phần giữa của cái pin nè, cho cái bê tông nè. Xe này phải cần máy, giờ mình cho các bạn nhìn thấy cái phần phía dưới cái máy. Bây giờ mình nâng cái xe lên cho các bạn xem. Bạn thấy không, người ta đang thay vỏ xe đó. Cái máy thay vỏ xe đó các bạn. Và cái máy để cân bằng bánh xe. Mình xem người ta thay vỏ xe nha. Đây các bạn nhìn đây nha, đây là cái phần đựng nhớt ở phía dưới nè. Giờ mình thử để lại thôi cho các bạn xem nó như thế nào nha. Nó là như vậy nè, đi lên đó. Đây nè, họ đụng ở đây nè các bạn, đụng rất là mạnh nha. Đây nè, nó bị vênh đây nè các bạn thấy không, nó hở ra là nhớt, nó sẽ chảy ra đây, chảy ra ở phía sau này. Họ đụng cả méo cả luôn cái phần sắt phía dưới này, các bạn nhìn thấy không? Chỗ này là 1 nè, chỗ này là 2 nè. Vậy là rất là mạnh nha các bạn. Mình lấy phần này xuống. Các bạn thấy không? Những cái đồ phụ tùng bên trong máy này nó rớt xuống đây luôn nè.
cái máy bị hư luôn rồi. Nè, bể máy nè các bạn thấy không? Nè bên ngoài nè, nhớ nó đi ra ngoài nè, bể phần dưới nè. Nè các bạn thấy không? Con ốc để giữ cái lóc máy nó còn rỗng ra luôn nè. Đây là cục đề nè. Ở bên trong cục đề này, các bạn thấy không? Bích tông với dê này nó bung ra luôn, bể phần trên nữa nè. Rồi bể một lỗ đây luôn. Đó lý do là họ khách hàng đó chạy qua một cái phần nào đó ở trên freeway. Thì mình khuyên các bạn là khi chạy xe trên đường freeway đó cẩn thận. Nếu như các bạn có những loại xe nó thấp giống như Corolla hoặc là xe Camry á, nó thấp lắm. Rồi các bạn chạy sau lưng những cái xe tải lớn chẳng hạn như những xe chở hàng thì thường những xe của nó lớn đó, nó sẽ văng những cái cục gạch đá sỏi lên, nó làm xe bị bể kiến nè. Hoặc là móp chày sơn này nọ rất là chuyện thường. Cái thứ hai nữa là các bạn tránh chạy sau lưng những cái xe mà họ chuyên môn họ đi làm ngoài trời, giống như làm về việc xây dựng nhà cửa này nọ đó các bạn, thì thường họ có những cái phần như là những cái cầu thang, những cái thùng sắt, những cái đồ nghề nặng. Họ chạy nhiều khi họ không có cột chặt đó các bạn, mình chạy với tốc độ cao thì nó sẽ rớt ra. Thường xuyên là mình thấy là nhiều xe họ vô đây họ bị hư hại những phần trên, là họ chạy qua những cái phần, những cái cầu thang của những cái xe đó nó rớt xuống. Rồi mình chạy qua mình làm tai nạn xe là, hoặc là xe nó bị hư hại rất là nặng. Thì mình thấy chuyện đó rất là thường, nhưng cái trường hợp xe này là họ chạy qua những cái phần gì đó rất là nặng, có thể là cục sắt hay là những cái phần xi măng mà phân cách giữa hai cái đường hoặc là chỗ đậu xe vậy, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái phần ở dưới cái máy. Như xe này thì các bạn thấy nó Corolla nó rất là thấp, nó làm bể hoặc là móp cái phần của cái đồ đường nhớt đó. Như trường hợp chiếc xe này các bạn nhìn lại nè, đó nó chỉ móp thôi chứ nó chưa có lủng nữa. Nếu như khách hàng mà họ kiểm tra ngay lập tức thì nó đâu có đến nỗi như vậy không các bạn, thì họ chỉ cần thay cái phần này thôi. Rồi cùng lắm là họ thay những cái phần mà nó bị hư ở chỗ cái phần khung á là xong rồi, nó đâu có ảnh hưởng đến máy. Nhưng mà họ để, họ y, họ chạy đến 2 tuần sau thì cái máy nó bị chết rồi, hết nhớt nó hư rồi, nên nó bị lột dên, bị bể máy này. Và nếu như khách hàng muốn sửa chiếc xe này cho nó hoàn hảo lại á, thì cũng phải tốn kém khoảng chừng độ 4.000 cho đến 6.000 đô nha các bạn. Các bạn thấy không, rất là tốn kém. Nhớ nha các bạn, cẩn thận khi chạy trên đường freeway, không có chạy gần những loại xe tải lớn hoặc là những xe chở những đồ hàng mà không có cột chặt đó các bạn, nên tránh xa ra, nếu không sẽ gặp những ảnh hưởng như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, mình hẹn các bạn ở video tới nha. Bye bye.